trong vũ trụ Phật giáo ngoài Phật Thích Ca Mâu Ni còn có các chư vị Bồ Tát nè, thần thánh tiên của Huyền Thất Tổ và các vị hộ pháp, thì các vị ấy sẽ giữ những nhiệm vụ khác nhau để giúp gia trì, gia hộ và hộ pháp cho chúng ta đi tới con đường giải thoát gọi là tha lực. Vậy thì ý nghĩa của sự gia trì và hộ pháp là gì? Đó là lý do của video ngày hôm nay. Đối với quan điểm của Riêng Quang nha, thì sự gia hộ có hai nghĩa. Thì thứ nhất á, là khi mà Đức Phật dạy cho chúng ta những trí tuệ và lòng từ bi, nếu chúng ta áp dụng đúng với điều đó thì chúng ta sẽ có được sự an lạc, mà sự an lạc đó được gọi là sự cứu rỗi và cứu độ của Đức Phật, và đó thường gọi là từ lực. Ý nghĩa thứ hai là đối với mỗi người sẽ đặt một niềm tin đối với đấng linh thiêng các chư vị mà mình ngưỡng vọng, và khi đó mình được đáp trả bằng những thuận duyên, bằng những điều tốt đẹp, thì đó còn gọi là sự gia trì và gia hộ. Và theo Quang á, thì đây có thể là tha lực. Hôm nay á, thì Quang sẽ phân tích từng ý để đưa chúng ta đến cái sự rõ biết về hai quan điểm đó. Thì thứ nhất á, là đạo Phật là một đạo của trí tuệ và sự từ bi, là một đạo của khoa học và trên cả khoa học nữa, thì dẫn cho chúng ta đến con đường rút ráo cuối cùng là sự giải thoát. Đối với Riêng Quang nha, đạo Phật không chỉ là một tôn giáo, mà đó là cái con đường duy nhất dẫn tới sự thật và để chúng ta thấy được chính mình. Nếu mà tôn giáo được hiểu theo nghĩa là những quan điểm dựa trên cơ sở niềm tin và sự sùng bái những lực lượng siêu nhiên, cho rằng có những lực lượng siêu nhiên định đoạt tất cả, con người phải phục tùng và tôn thờ, thì đạo Phật không phải là như vậy. Đây chỉ là quan điểm cá nhân của Quang thôi nha, mong là mọi người xem á với lòng hoan hỷ và có những cái góc nhìn đa chiều về đạo Phật. Và sẵn đây á, Quang sẽ chia sẻ thêm về một cái câu chuyện rất là hay luôn. Trong kinh Tăng Chi, Bà La Môn Đô Na có hỏi Phật rằng: có phải Ngài là vị tiên, Ngài là Càn Thác Bà, Ngài là Dạ So, Ngài là người? Với bốn câu hỏi trên thì Đức Phật tuần tự trả lời rành mạch: ta không phải là tiên, ta không phải là Càn Thác Bà, ta không phải là Dạ So, và ta cũng không phải là người. Nói như vậy thì Đức Phật có thể làm tất cả các chúng sanh trong lục đạo của luân hồi. Ngài nói ta có thể là người với các lậu hoặc đã đọt lậu, được chặt đứt từ gốc rễ, được làm thành như cây ta la, được làm cho không hiện hữu, được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Tức là trong quá khứ Đức Phật đã liễu hết tất cả những gì mà chúng sanh đã từng trải qua, và với cái trí tuệ và sự cố gắng nỗ lực không ngừng và với nghị lực sắt đá, Đức Phật đã trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác, chỉ ra cái con đường tu tập và giải thoát, đi đến con đường thoát khổ, không sanh và cả không diệt. Theo quan điểm cá nhân của Quang một lần nữa nha, thì Đức Phật Quang cho là một vị phương y đạo sư, tùy căn cơ mà bắt mạch. Đức Phật rất là giỏi để chữa tất cả các bệnh của chúng sanh, đặc biệt là mỗi người sẽ đi theo đúng cái pháp môn và cái hành trình của cái linh hồn mình. Thì đối với những linh hồn già thì có thể học rất là nhanh, rất là hiểu biết và mau đến cái con đường giải thoát. Đối với những linh hồn trẻ thì phải đi qua những căn cơ thấp hơn, nhưng cuối cùng cũng đi tới con đường rốt ráo là sự giải thoát. Cho nên cái nào cũng đúng cả, pháp môn nào cũng đúng cả. Quan trọng là tùy mỗi người phải chọn đúng cái pháp môn của mình và gáp phải đúng khuôn. Và đó là ý thứ nhất Quang nói là tu phải đi đúng với cái tự lực ha. Và cái tự lực này là gì? Là mang lại cái con đường hạnh phúc, mang lại con đường trí tuệ và từ bi, chứ không phải tu mà bị khổ, tu mà bị không hạnh phúc. Mà tu phải thật sự là sáng suốt, và đó là những gì mà món quà của Đức Phật Gautama muốn truyền tải cho đến các bạn. Ý thứ hai này cũng rất là tuyệt vời, giống như ở trên có nói, tức là tha lực phù hợp với các pháp môn như là tịnh độ nè, rồi Phật giáo phát triển là đại thừa nè, rồi mật thừa nè, hay là văn hóa tín ngưỡng nhân gian, vân vân. Và tất cả đều có sự gia trì của các chư vị dùng tha lực để độ chúng sanh và hành Bồ Tát Đạo. Nhưng cái câu hỏi đặt ra là làm sao để cho các chư vị ấy gia trì mình, cũng nói về cái việc tu tập. Nếu mà chúng ta tu đúng nha, chúng ta tu an nhiên và chúng ta tu với cái lòng hạnh phúc, với cái lòng tịnh tính, hướng thiện và tất cả
điều tu nhân làm lành và lánh dữ, thì chắc chắn các chư vị đầu tiên á, là của quyền mình sẽ gia trì nè, đi tới đâu thì các thần linh nơi đó gia trì nè, thậm chí là mình có được một cái sự an nhiên bên trong và cái lòng tĩnh tính như hồi nãy có nói á, thì được các vị Bồ Tát gia hộ nữa, thì mới giúp cho mình đi gần và tiệm cận hơn tới cái con đường đó là con đường giải thoát. Trong cái hành trình mà đi tìm kiếm tâm linh á, hầu như hết 99% á, ai cũng có những cái sự khổ đau và chất chở gian nan, mà trong đạo mẫu á, thường nói là cái sự khảo đảo á, rất là kinh khủng luôn. Và hầu như là chỉ còn 0.0% á, là những người sinh ra đã có những cái sứ mệnh để nói pháp và sống cuộc sống hạnh phúc. Thì những người đó trong kiếp trước, Quang có nói á, là họ đã từng tu rồi, kiếp này họ chỉ đi hành Bồ Tát Đạo để chia sẻ những cái kiến thức của Phật Pháp để cho những người khác noi theo mà tu tập, cũng giống như những bạn mà đã có sứ mệnh từ nhỏ ha. Tuy nhiên á, thì đa phần là những người khi mà bước trong cái hành trình mà tu tập, hành trình của kiếp người, thì phải trải qua rất là nhiều cái đắng cay ngọt bùi, giống như Quang nè. Nhiều người lên cứ giống như là Quang là đã hành được một cái pháp gọi là tu online á, lên bị người ta chửi rất là nhiều, chửi hàng ngày là mỏ hổn nè, hàng này nói nhiều nè, hàng này suốt ngày chỉ nói liên thuyên lương tha, không biết có được chứng ngộ hay không. Nhưng đó Quang đâu quan trọng, quan trọng là nước ai uống nấy biết, nóng hay lạnh là do Quang biết, đúng không? Thì bây giờ các bạn cứ tưởng tượng đi, nếu mà chẳng thành không khóc thì không phải là chẳng thành. Lê Dương Bảo Lâm á, mà không có bốc đồng, không có hài hước á, thì không phải là Lê Dương Bảo Lâm. Còn thằng Quang Châu nó không nói như thế này thì nó không phải là Quang Châu. Đó là cá tính riêng của mỗi người và cái vị trí họ sống trong cái cõi đời này, trong cái trái đất này, để người ta nhìn mà thấy họ là ai. Và mỗi người đều có một cái cá tính riêng mà không lẫn vào đâu được. Và chính bạn á, chính bạn cũng là một người tuyệt vời và duy nhất trong thế giới này, và không ai cạnh tranh với bạn đâu. Và chúng ta là mỗi cá thể để làm nên một vũ trụ sống động, đầy màu sắc, đúng không? Tu người ta nói là tu có ba thứ là tu núi nè, tu chợ nè, rồi tu chùa. Quang có thêm cái là tu online đó, Quang mới nói xong á. Thứ nhất là tu chợ thì Quang đang trải nghiệm trong cái cuộc đời này, tu online Quang đang trải nghiệm rồi. Tu chùa Quang từng xuất gia rất là nhiều chùa, còn tu núi các bạn biết rồi, Quang đi vào các núi, lên các núi và được diện kiến các thầy là cũng xuất gia trên núi và tu rất là nhiều cốc tu luôn. Thì Quang đã trải nghiệm hết những cái điều đó và Quang có những cái nhìn đa chiều về cái cuộc sống. Tuy nhiên á, thì nói đi cũng nói lại, nếu mà Quang không được sự gia trì và gia hộ của các chư vị, thứ nhất là Sơn Thần hay là Thần Đường Thần Núi chẳng hạn, hoặc là những chư vị thần linh nơi đó, thì làm sao Quang đi rừng núi và Quang đi những cái nơi khó khăn mà Quang có thể sống được tới ngày hôm nay, nếu mà những người tâm linh có thể hiểu biết. Tức là Quang phải làm đúng với cái trách nhiệm bổn phận của chính mình, tu thân tích đức, làm lành đánh dữ, làm cái gì cũng chân thành và trên cao có thần linh ngó thấy mà Quang đã đi được tới ngày hôm nay. Nhưng mà cái chớ chiêu thay á, của một đời người á, nếu mà con đường đạo và phát triển cực thịnh á, thì con đường vật chất của bạn thì nó sẽ xuống. Thì đó là cái hành trình của Quang. Không tin thì bạn cứ thử đi, nếu mà bạn phát triển con đường tôn giáo của bạn thẳng tiến rồi thì con đường vật chất của bạn sẽ xuống. Còn nếu con đường vật chất tăng lên thì chắc chắn con đường tâm linh và tôn giáo của bạn sẽ đi xuống. Không có gì hoàn hảo cả. Còn nếu đã hoàn hảo rồi thì chúng ta đâu phải là con người. Tại vì con người không hoàn hảo mới xuống đây trải nghiệm cái kiếp sống của đời người, đúng không? Trong pháp môn tịnh độ có ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, thì hầu như ai cũng biết là ngài là cái người độ cho chúng sanh rất là nhiều, những người đi biển nè, những người gặp khó khăn trong vật chất nè, khó khăn trong tình cảm, thậm chí chắc trở trong chuyện gia đình, thì ngài đều thể hiện bằng nhiều cách để giúp chúng ta có thể là thoát khỏi những cái phương tiện của trần gian để quay về với cái bánh giác. Thứ hai là cái vị mà hầu như ai tu tập cũng biết là ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngài có một hạnh nguyện lớn là nếu mà chúng sanh á trong cõi địa ngục hết á, thì ngài mới thành Phật. Như vậy thì làm sao ngài thành Phật được? Làm sao mà địa ngục mà hết chúng sanh? Tại vì nếu mà hết chúng sanh thì sẽ không còn thiên đàng nữa, mà thế giới này phải có thiên đàng và địa ngục, có trắng và có đen, có A và có B thì tất cả đều đúng. Tại nếu mà chúng ta đứng ở góc độ nhìn chung quy lại á, nó là sa đô, nó là nhị biên. Và nếu mà thật sự đúng là chúng ta không còn suy nghĩ tới những cái dị biên nữa, tới trung đạo nữa, và không còn khái niệm nữa, thì đó mới là cái con đường chung dung thật sự. Và ngày nay á, thì có rất là nhiều bạn trẻ theo pháp môn Kim Cang Thừa, còn gọi là Mật Thừa. Vì sao? Vì với sự giao thương và cái sự phát triển mạnh mẽ của Phật giáo tại Việt Nam á, thì Kim Cang Thừa được du nhập và rất là nhiều người theo. Vì cái pháp môn này á, nó rất là hay và
trí tuệ, từ bi, thậm chí rất là nhiều tha lực để giúp cho chúng ta mau trở về với cái sự yên nhiên bên trong. Và Quang thấy là mỗi pháp môn đều có cái hay của nó, và chúng ta đứng ở góc độ là chúng ta ngắm nhìn thì thấy hoàn toàn tích cực. Làm sao cho càng nhiều người tu càng tốt mà, đúng không? Cái nào cũng đúng cả. Bên Kim Cang Thừa, theo Quang được biết thì có rất là nhiều cái phương tiện thiện xảo để giúp gia trì và gia hộ cho chúng ta. Thì trong đó thì chúng ta thấy, nếu mà nói về chú Đại Bi nè, chú Đại Bi của ngài Quan Âm nè, thì hầu như ai cũng biết không, ngoài câu chú Đại Bi còn rất là nhiều câu chú khác, như là bên chú của Kim Cang, ngài ta ra xanh, ngài ta ra trắng, rồi vân rất là nhiều luôn. Thì đó là những câu chú để gia hộ, để giúp chúng ta tăng thêm cái lòng tỉnh tính, và tăng thêm cái sức mạnh bên trong và sức mạnh nội tại. Cái thứ hai là ngoài những câu chú thì chúng ta còn có rất là nhiều cái gọi là pháp khí, chẳng hạn như chùy kim cang nè, chuông xây nè, rồi Quang nhớ là có kinh luân nè, rồi thuốc pháp nè, các mạng đà la nè, vân vân, rất là nhiều luôn. Thì cũng nhằm giúp cho chúng ta có được một cái phương tiện dễ dàng hơn trong cái việc tu tập bên Kim Cang Thừa. Tuy nhiên đây là pháp môn thôi, nó không có nhiện biên đối đãi là đúng sai nha. Mong là khi Quang chia sẻ ra, những người pháp môn khác không cho đây là đúng sai nữa, mà hãy hoan hỷ để biết được là mỗi pháp môn đều có cái hay của nó. Bên Phật giáo Nguyên Thủy Theravada thì có các sư mà Quang hay đi gặp á, thì các sư thường dùng cái phất trần nhúng nước để phủi lên đầu, để giống như các chư thiên gia hộ cho sự bình an và sức khỏe. Rồi bên Phật giáo của Thái Lan á, họ còn gia hộ vào những cái mặt dây chuyền á, để chúng ta đeo chúng ta có được may mắn và vượng khí. Thậm chí có những cái dây chuỗi đeo nè, những dây dây bằng vải đeo nè, cũng giúp cho chúng ta có được cái sự an nhiên nữa. Tuy nhiên đây là Phật giáo của Thái Lan thôi, còn Phật giáo Nguyên Thủy của các nước khác á chưa chắc có nha. Thì mình đang nói là kết hợp với Phật giáo và văn hóa tín ngưỡng của Thái Lan nữa. Còn bên Đại Thừa thì do ảnh hưởng của đạo gia của Trung Quốc, cho nên sẽ kết hợp với cái việc gọi là gia trì trong những bức tượng hay là khai quang điểm nhãn. Nếu chúng ta biết thì thường thường là đi đâu mà chúng ta có bức tượng thì đều được khai quang, hoặc là chúng ta đem vào trong những ngôi chùa, chúng ta đặt ở những cái chính điện, hay là nhờ các sư đọc kinh trì chú để giúp cho có năng lượng. Mà tôi nói nhỏ nghe, đa phần là các sư các thầy đang cho chúng ta cái một niềm tin bất diệt vào một cái đấng thờ của mình á, thì cái đó điều đó rất là đúng thôi. Thì chúng ta với cái lòng tỉnh tính thấy được cái nguồn năng lượng đó, thì tự chúng ta gieo vào trong đó thì chắc chắn linh là có thật. Còn đối với văn hóa dân gian của dân tộc, hay là đối với văn hóa dân gian vùng miền á, thì chúng ta thấy là đi đâu của nước Việt Nam cũng thấy là miếu nè, đình nè, rồi những ngôi chùa nè, thì đều có kết hợp hết. Thì nếu mà chúng ta dâng lên cúng trái cây hay là những vật phẩm khác ở một số cái miếu á, thì thường là được thỉnh về gọi là thỉnh lộc, hay là đi Tết á, mình hay đi chùa đúng không? Thì được thỉnh những cái lộc mang về, thì đó là kết hợp giữa văn hóa dân gian địa phương để giúp cho chúng ta có được cái sự an lạc từ bên trong, vì mình nghĩ là luôn luôn có cái sự gia hộ khắc vị, đúng không nè. Và hồi nãy mà có nói về Kim Cang Thừa đó, thì họ sử dụng phương tiện thiện xảo rất là hay và là gọi là kỹ lưỡng và kỹ nhất đối với Riêng Quang luôn á. Vì các vị Rinpoche nè, Nhiếp Chính Vương hay là Đức Pháp Vương á, khi mà Quang gần Quang tiếp xúc á, không biết như thế nào mà cái năng lượng của họ luôn cho Quang cái sự thoải mái, mát mẻ và cực kỳ hay luôn. Vì họ chính là các vị Bồ Tát, các quý ngài tổ sư được hóa thân trở lại để giúp chúng sanh, mà coi như là những vị Bồ Tát sống. Cho nên là gần họ mình thấy một cái năng lượng tu tập cực kỳ mạnh luôn. Cho nên các chư vị, các ngài thường gia trì cho những cái vòng chuỗi nè, cái vòng chuỗi đeo nè, hay là gia trì vào các pháp khí nè, hay là chuông xây nè. Thì Quang may mắn được sự gia trì gia hộ của một vị rất là hay, đó chính là ngài Văn Thù Sư Lại Bồ Tát, là một hóa thân khi mà về Việt Nam, Quang được trực tiếp ngài gia trì trên đỉnh đầu. Và may mắn hơn nữa là vừa rồi Văn có đảnh lễ ngài Khenpo Gonpo Rinpoche khi về Việt Nam, thì được ngài gia trì cho chuông xây nè, cho đá di nè, và đặc biệt là cho thiên hương của Quang. Thì ngài rất là hoan hỷ nha, mình nói là ngài có thể gia trì cho con ngoài cái việc là tất cả những sản phẩm của con làm từ thiên nhiên 100%, thì được ngài gia trì nữa thì mang được cái sự lợi lạc nè, an vui nè, vượng khí nè, và bình an và tẩy huế, cũng mang được cái năng lượng từ trường tốt, thanh tẩy những cái từ trường xấu. Cho nên là khi dùng những cái sản phẩm này có một số bạn nhắn tin với Quang là em không biết như thế nào mà khi dùng thì em được may mắn hơn, nhà em lại trong sạch hơn, và những cái sản phẩm của anh luôn luôn mang những cái giá trị tốt nhất dành cho chúng em. Cho nên mình thấy rất là vui. Tức là khi mà lên clip này là sao nha, mà Quang đã bán cái sản phẩm này rất là lâu rồi mà được các vị gia trì, các bạn mua về, các bạn khen, Quang thấy rất là vui trong lòng á. Cho nên là đó là những gì mà mình nghĩ là các vị luôn có một cái từ trường rất là mạnh để gia trì cho những gì mình mong muốn và những ước nguyện của mình. Thì đó là những cái tha lực mà
các vị đã hiện tiền, gọi là những Bồ Tát sống đó, giúp cho chúng ta có được cái phương tiện thiện xảo để chúng ta dễ dàng tu tập. Thì mong là nếu mà ai hữu duyên có thể là dùng thiên hương đi, tại vì ngoài cái giống như Quang vừa rồi nói á, là mỗi mùi hương của Quang đều mang một cái giá trị riêng. Thì giống như là bách xanh á, thì nó mang một cái nguồn năng lượng giống như tẩy trượt quế ở những cái ngôi nhà để cầm thanh tẩy. Đối với hàng của Quang là cái hàng trầm hương á, thì là một cái, các bạn biết rồi, cái mùi của trầm hương là mùi của trời đất tích tụ, nó không có một cái sự diễn tả nào được hết á, là nó mang một cái hương của cái sự tịch tịnh, cái sự trang nghiêm trong các ngôi chùa, ngôi nhà, hoặc là để chúng ta uống trà đạo hay là tiếp đãi những vị khách quý. Còn lại là ngọc am, thì ngọc am là một cái gỗ của hoàng cung, cho nên là khi mà những người sử dụng đều tăng cái vượng khí, tăng lên cái tài lộc. Thì đó là những gì mà Quang tìm hiểu về tam đại danh hương của nước Việt Nam này. Thank you.
me hum, Om Mani Padme 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 Hum. Từ hồi nãy giờ khi mà chúng ta xem á, thì chúng ta cũng hình dung được là tu tự lực như thế nào, tu tha lực như thế nào và sự gia trì, gia hộ các chư vị như thế nào. Còn có rất là nhiều, quan chỉ là cái người đóng một cái vai để chia sẻ một phần khái niệm thôi. Còn đi sâu nó có vô vàng cái màu sắc nữa. Tuy nhiên nhìn chung lại á, thì chúng ta tu tự lực á, thì không nên phán xét tha lực. Còn nếu mà tu tha lực á, thì không nên chỉ trích tự lực. Thì mỗi người đều có một con đường đi riêng, cái nào cũng được cả. Còn nếu mà theo ý của Quang á, là còn hay hơn nữa là tu phải thuần tự nhiên, đi theo con đường tự nhiên và yên nhiên của vũ trụ này, thì tự lực cũng được nè, tha lực cũng được nè, không tự lực
cũng không tha lực cũng được, mà cả tha lực tự lực cũng được, nó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là bên trong bạn cảm giác được là con đường tu tập bạn đứng ngoài cả tam giới, thì đó mới là con đường rút ráo cuối cùng để đi tới con đường giải thoát. Và khi mà bạn phải là cái người đi tìm cái sự huyền bí, khi té ngã vô cái sự huyền bí đó thật sự, thì tất cả đều là tan rã và chỉ còn duy nhất đó là con đường của sự thật.